Giờ trời kêu một cái con lại nó dạ cái đùng cái nó xỉu liền hả trời. Lại dạ. Hả? Trời, nó trúng số, mình đã chết rồi. Vậy mình lấy tiền đó mình xài đi. Bà ai bớt phát ngôn một câu gì mình hết sức bậy bạ. Chị bậy. Của hai chị là 500 à. Dạ, cảm ơn nha, hẹn gặp lại. Rảnh ghé nha chị. Cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Dạ. Mệt dữ ha, hôm nay đau mứa. Dạ. Hơn như vậy mình phải làm gì đi ta? Mua vé số. Ơi, lâu rồi. Mua vé giùm con mấy tờ vé số đi, sắp tới giờ rồi. Cái gì vậy cô Tin? Lần nào con cũng vậy, cứ chờ sát giờ sổ số con mới chạy đôn chạy đáo chứ bình thường con làm gì? Ủa đó là một người đúng giờ nhất mà cậu. Cậu biết bình thường con làm gì không? Gì? Đâu đi bán vé số đâu, nó tấp hết chỗ này quán này tới quán kia, nó tấp hết nhà này tới nhà nọ, nó ngồi nó nói chuyện, cái tới giờ cái nó hớt hớt hả nó chạy kêu Tin mua vé số gì đó. Mua vé giùm con đi mà. Không có mua đâu. Không mua đâu, đi về đi. Đã biết chiêu mày rồi, đi đi. Thôi thôi thôi, vô đây nè, cậu mua. Vậy. Cậu mua. Dạ dạ cậu mua. Đây nè. Dạ. Con đưa cho mấy anh chị trong tiệm á, mấy cô chú mỗi người một tấm đi, nhưng mà chọn mỗi người một số khác nhau, mỗi người một cho nó hồi hộp hiểu không? Dạ dạ, nhưng mà ai trả tiền nha? Dạ em mua là em trả tiền. Dạ dạ dạ, con cảm ơn cậu. Cậu cũng không làm từ thiện chứ thiệt. Thôi mà mới có cái bé con trai mà con, chị có lấy không? Cảm ơn anh. Hồi nãy chị chửi quá trời, chị đuổi em về mà giờ chị lấy, không biết em có cười như mặt chị không? Trời ơi lấy đại đi chị ơi, ai mà cười. Cảm ơn em. Chừng nào em ra ngoài em đồn tao mới cười chị. Thôi mà nó nói giỡn thôi chứ tờ giấy số mà đâu có gì lớn lao đâu ha. Đúng rồi. Đố mọi người, em mà trúng tờ giấy số này em sẽ làm gì? Làm gì hả? Cưới chồng hả? Hả? Cái gì kỳ vậy? Sao không phải là chồng cưới chề? Alo. Chồng cưới chị. Cưới chề là cưới ai? Sao phải là chồng cưới chị mà chị đi lấy chồng vậy? Cưới chồng vậy? Ủa mắc cười quá, bây giờ mình có một cọc tiền nè. Mình đi cưới chồng, mình muốn cưới thằng nào mình cưới. Cái đó mình sẽ thiết thực hơn đúng không? Tại mình... sở thích của chị là nuôi trai mà em. Nè Lai, dạ. Sở thích con nuôi trai hả? Dạ. Nuôi một tiên đi. Ôi. À, thôi thôi con đi trải số nha, tới giờ rồi. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Trung số, trung số, trung số. Ê, cái gì vậy? Dì ơi, cậu ơi, ngưng gọi đầu ra đây, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Cái gì vậy? Nhắn gọi, nhắn gọi, nhắn gọi. Trung số, trung số. Ê, cái gì? Cái gì trung số? Tất cả bình tĩnh, yên lặng, yên lặng. Đừng đừng chỉ chị. Em mà nói chị trung số một cái chị xíu liền đó Tin. Không lẽ bây giờ trời kêu một cái con lại nó dạ cái đùng cái nó xỉu liền hả trời? Lại dạ. Hả? Trời, nó trúng số, mình đã chết rồi. Vậy mình lấy tiền đó mình xài đi. Ai bớt phát ngôn một câu gì mình hết sức bậy bạ. Chị bậy, chị rảnh đúng không? Rảnh. Chạy đâu mà chợ? Chạy đâu mà chợ mua cho mẹ một tấn gạo. Bây giờ chị chia ra nha. Mỗi một bao là 10 kg. Để phát từ thiện nha chị. Anh chạy lại đại lý nước mắm nước tương đó. Mua giùm em 1000 chai nước mắm, 1000 chai nước tương. Đúng rồi. Về mình phát chung với gạo. Cậu chạy ra ngoài. Cậu làm giùm con một cái bảng là ở đây có phát từ thiện 1000 phần quà nha cậu. Nha cậu. Vậy em đi thông báo nha. Thôi. Mình đóng cái cửa tiệm này lại. Mình ăn tiệc 3 ngày 3 đêm luôn. Còn có nhà sống như đây hát sập sình tóc trong nhà luôn nha cậu. Trời ơi 2 tỷ mình phát từ thiện vậy là bao nhiêu tiền? Con nhắm có đủ tiền đó rồi. Nhiều quá, khoảng 200 triệu rồi cùng. Mà cũng có 2 tỷ. Rồi con còn 180 triệu thôi. Trời ơi con xài sao hết. Còn 1 tỷ 8. 1 tỷ 8 hả? Trời ơi con khùng quá, bấn loạn rồi. Con còn 1 tỷ 8 là bây giờ con đi lấy chồng. Con cho chồng con 800 triệu. Ôi chứ con còn 1 tỷ đó. 1 tỷ con làm cái gì đây? Sửa thần kinh. Chắc tỷ 2 á mày. Lại con lỗ rồi cậu. Lại bây giờ phải bình tĩnh lại nè. Trời đất ơi. Nghe nè, chị nói chị trúng bao nhiêu? Chị trúng khoan chị trúng đúng không? Bây giờ nè. Đúng rồi, chị trúng. Em là em nhớ từng con số một mà. Chắc chắn là chị trúng đúng không? Trời ơi, tờ giấy số hồi chiều mà chị đổi với em đó, chị nhớ không? Nhớ. Em nhớ từng số một chị trúng lắm. Trời ơi, hên là tao đổi với mày, tao trúng không mấy mày trúng rồi. Bao nhiêu? Không có nhiều. 10 triệu à. Hả? Ủa. Trời chị trúng. Cái gì vậy? Xỉu. Ủa sao nó dễ xỉu vậy ta? Lại. Thôi kệ, nó xỉu rồi, đi đặt gạo. Dạ dạ, con đặt gạo. Hả? 10 triệu. Cũng không phải là con số nhỏ. Thôi này mọi người bình tĩnh. Đừng ai manh động hết. Mọi người rảnh ở nhà giùm con nha. Bây giờ mình cũng không đóng cửa tiệm, mình cũng không mướn nhạc sống về hát nha. Bây giờ cái vụ phát từ thiện là coi như bỏ nha. Tại 10 triệu là con không đủ tiền để bù lỗ. Bây giờ chú đi mua gạo. Không, bây giờ được rồi.
chị đi mua gạo. Chị chạy ra chợ chị mua 10 cái gạo về cho nhà mình ăn thôi nha chị. Nhưng mà rồi anh có đi mua nước tương cho em không? Anh mua một chai nước tương, một chai nước mắm về mình ăn cơm được rồi anh. Anh cậu thổi thổi lên cái bảng đó nghe cậu, cậu để cái bảng ở trước cửa giùm con là vẫn buôn bán làm ăn bình thường nghe cậu. Có cần em đi đồn không? Thôi thổi đồn em. Nè bây giờ chị Ủa? Cái gì? Ủa cái tờ giấy số hồi chiều tiên đưa con bỏ đâu rồi? Ủa? Tờ giấy số đâu? Rồi, tờ giấy số đâu? Con nghĩ nó đâu phải là giấy số trúng đâu, con tưởng nó là một tờ giấy dụng con dục nó mất tiêu rồi. Trời ơi, em cầm ba. Nghe cậu, bây giờ phải bình tĩnh nè. Bây giờ tụi mình túa ra đi, đi tìm tờ giấy số đó cho nó, hiểu không? Nhưng mà ai tìm được người đó lấy 10 triệu. Ủa cậu. Gì con? Ben mày có tới đây kiếm con á, còn nó còn không có nhà nha cậu. Ben là ai? Ben là Ben đó. Trời, tên lạ quá vậy, ai hả? Ben là người yêu của con hay kể cậu nghe đó, quên hả? À, Ben người yêu của con á hả? Dạ đúng rồi, Ben mà có tới đây nó còn không có nhà, không có cửa tiệm nữa cậu. Ủa, nhưng mà tại sao nói không có con đây? Cậu biết sao không? Tại vì bây giờ á, con đường sự nghiệp của con tự nhiên nó sáng chói rồi cậu. Nó tưng bừng dữ lắm rồi. Ê, bây giờ bộ con chuyển qua làm ở công ty bóng đèn hay sao mà con đường sự nghiệp sáng chói vậy? Tại vì không à, cậu không biết gì chứ. Vậy con á sắp dấn thân vào showbiz rồi, con sắp trở thành một ngôi sao lấp lánh trên cái màn bạc rồi, cho nên là bây giờ á con muốn chặn cái đường tình duyên lại. Con sắp bước vào showbiz hả? Dạ đúng rồi cậu. Con có biết bước vào con đường nó không có dễ đâu nghe, phải có người đỡ đầu nè, phải có người dạy dỗ dẫn dắt mình chứ. Con có không? Có. Ở đâu ra? Trên Facebook. Là sao? Trời, người ta tự tìm với con luôn á. Thôi, người ta tự vô nhắn tin cho con, người ta tìm tới con, người ta muốn ăn xê con. Người ta có nói người ta làm xê con thành gì không? Ca sĩ. Ca sĩ? Dạ. Hát thử câu cậu nghe coi. Chuyện tình tay ba đã khổ đau, giờ tay bốn làm sao, nước mắt chan hòa cùng nỗi đau. Chẳng lẽ anh đem qua tim thì làm tự... Cậu mà có cái tay năm là cậu bóp cổ con á. Trời, mày hát như quỷ vậy mà sao làm ca sĩ? Thôi, cái giọng con rất là hay luôn á cậu. Rồi, hay lắm. Thôi nè, ca sĩ, ở đây coi tiệm giùm cậu nghe. Đó, rồi khi nào cậu rảnh cậu ra á, tranh thủ luyện giọng hát đi nha. Rồi. Không, không dám đâu cậu. Trời ơi, nào có khách tới con mới hát chứ. Ê, đừng. Khách tới mà con hát là khách bỏ đi luôn hả con nghe. Cho hỏi đây có phải là nhà của cô Lolita Kim Lai không vậy? Anh à. Xin lỗi, lộn rồi, ở đây không ai Lolita hết trơn. Có. Con mới đổi nghề danh, con là Lolita. Còn... Lolita. Dạ. Dạ, tự giới thiệu, tôi là nhạc sĩ Nắng Chiều. Dạ. Cái tên nghe tắt nắng ghê ha. Dạ. Nó cậu, anh Chiều trên Facebook đó cậu. Dạ. Mời... Là người quản lý của con dạ, hả? Dạ. Đây cậu em hả? Dạ mời anh Chiều ngồi, đây là cậu Khôi của em. Sẵn nay tới đây nè, đem cái bản mà coi như là bản phối nhạc mới cho em đó. Ủa vậy hả? Đó đúng rồi, bản phối hay lắm, cậu. Sĩ, dạ. Tôi là cậu của nó. Dạ. Ô, cậu, chào cậu. Nãy giờ không thấy chào cậu bắt tay cái coi. Cảm ơn nhạc sĩ đã có nhã ý lăng xê cháu tôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tôi muốn hỏi á, dạ, là để lăng xê nó thì nhạc sĩ đã lên kế hoạch chưa, rồi bắt đầu từ đâu? Dạ, coi như là công ty của con đó cậu, là coi như là lập ra nguyên một cái đường dây lăng xê cho em luôn. Trời đó, đường dây lăng xê quốc tế luôn, lăng xê từ đây mà lăng qua coi như nước ngoài, lăng lộn ra ngoài biển, lăng vòng vô luôn đó cậu. Rồi chuyện nào mới xê về? Là lăng coi như là cũng vài năm là xê được về đó. Lăng khi nào mà bê xe bớt thì đi về thôi cậu. Nó bật lên là sẽ nổi tiếng. Đó. Nhưng mà mình đầu từ đâu? Bắt đầu từ có chung là em là phải coi như là chụp ảnh. Chụp ảnh. Đúng rồi, mình phải làm những cái bộ ảnh đó cậu. Ca sĩ cái bộ người mẫu chụp ảnh. Không, ca sĩ kết hợp người mẫu luôn là dạ. Là coi như là tuột đồ ra hết, chụp nuôi, chụp nút rồi này nọ để đăng lên mạng vậy đó. Tại sao phải làm như vậy? Dạ, điều đầu tiên mà mình muốn nổi tiếng là mình phải có cái sự ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng, người ta phải chú ý tới mình. Nhưng mà làm kiểu đó người ta chửi cho đó chứ. Dạ, cái đó là trái chiều thôi. Cái đó là trái chiều, nhưng mà từ từ mình sẽ đi thuận chiều lên mình mới nổi, hiểu không? Càng rồi, chửi cậu nhiều mình càng hot. Đường đó, hợp lý cậu. Đúng không? Hợp lý cái gì? Đó. Nghe câu hỏi nè. Rồi tiếp theo, bước thứ hai là làm gì? Dạ, bước thứ hai đó là cho em tới các cái viện dưỡng lão nè, các cái nhà thiếu nhi rồi này nọ đó. Chị. Em hát coi như là rối neuron não của người già, coi như là bại não của trẻ em, tạo thành các bài báo mới. Được cậu, hợp lý luôn cậu. Đó, rồi còn chưa kể nha, coi như là
cho em là coi như là ra ngoài đường đó, coi như là đánh đập người già rồi đánh đập người đi đường rồi này nọ nè, coi như báo đăng chụp hình anh tới là hợp báo rồi này nọ, trong hợp báo luôn là sẽ cho coi như là người ta ập lên, người ta nói là em giật chồng người này giật chồng người kia tùm lum tùm la hết. Là lúc họp báo là người ta ập lên, người ta có đánh em không anh? Tôi đánh cào nát mặt luôn em. Ôi trời ơi. Rồi vậy nó có thể sống qua cái họp báo đó không? Đó coi như là nếu như mà sống được đó thì mình sẽ lên mà là một cái bài là Kim Lài, Lurita Kim Lài đã vượt bão dư luận phá nát gia đình người ta. Ê, còn nếu mà không sống được đó, chắc là lên bàn thờ hả? Đó. Rồi người ta phong nghệ danh nó không? Có chứ trời, có nickname đàng hoàng luôn là công chúa thủy sản. Hả? Ủa người ta có công chúa thủy tề mà nó... Nó hát là con bé này hát cái giọng hay lắm, hát điêu đứng luôn mà, coi như hát mà hát trên bờ sông mà tôm cá nhả bờ hết mà dễ là đạch mà. Ủa, đừng có cậu. Cậu thấy hợp lý không? Chứ con là cậu thấy hợp lý cái đường sự nghiệp của lại trong trên lắc lại. Em làm gì ở ngoài chợ người ta đồn em hạ trúng 10 tỷ dữ vậy? Ê, em trúng có 10 triệu mà. Ai vậy? À, bé, người yêu con. Ủa vậy hả? Trời ơi, mẹ đâu tự nhiên tràn vô bậy bạ vậy, nói kia Lolita Kim Lài trúng 10 triệu. Giả tét miệng hay chưa? Ở trên mạng bây giờ là coi như chúng sanh ta rồi đua nhau ta đồn rần rần là Kim Lài là trúng 100 mấy chục tỷ. 100 mấy chục tỷ? Đúng rồi. Ở đâu ra? Trời ơi, em trúng có 10 triệu hả? Cái vé số đó là tôi cho nó đó. Đó, và nó trúng, đúng rồi, 10 triệu. 10 triệu? Có 10 triệu hả? 10 triệu Việt Nam đồng. 10 triệu đó. Ủa gia đình đùa không có mặn mòi lắm á, đùa không có vui á. Không, thiệt. Khoan, nhưng mà không phải. Ủa sao anh biết em trúng số vậy? Trời đất ơi, bây giờ từ bữa giờ coi như dân mạng ngoài chợ người ta đồn em rầm rầm luôn, anh mới tràn tới nhà đây nè trời. Rất là bị khùng, tôi giết trúng 10 triệu. Tức là nghe nhỏ trúng là 100 tỷ là mới tới để lăn xê đó đúng không? Không phải, anh bình tĩnh đi. Em có 10 triệu thôi nhưng mà anh ăn xem đi. Em mà nổi tiếng giống như những cái gì mà anh vạch ra, những cái gì mà nãy giờ anh banh ra nói đó, là em mình nổi tiếng được như vậy em sẽ kiếm được mấy chục tỷ luôn á. Thôi đi bà. Bà quên đi, trời ơi trời, nghĩ sao vậy, có 10 triệu hả, làm tôi lăn xê làm sao mà được. Bữa giờ á anh có tin không là con bé này nó gửi cái voice chat của nó qua Facebook cho em nghe đó anh. Em hỏi mà ngập cái điện thoại hư, điện thoại 6 triệu mấy của em luôn đó. Em mới tràn xuống đây nè, em kiếm mớ chat nào được mớ chat đó. Ờ nghĩ sao vậy bà trúng. Vậy giờ còn ý định lăn xê nó không? Còn chụp hình giường ổi rồi còn đưa ra chạy hờn rồi còn là các loại không? Chết rồi nhắc mới nhớ. Ôi đau buồn quá. Ôi chết rồi, lỗ biết bao nhiêu là tiền đi xuống đây rồi. Coi như vậy là xong đúng không? Dạ. Hết rồi đúng không? Dạ. Rồi tiễn dâm ra khỏi tiệm. Anh đừng đuổi. Ủa, em đừng anh đi về. Ủa như là anh không lăn xê em nữa hả anh? Lăn xê bà có con khỉ móc á, bà hát dở như quỷ rồi lăn xê. Vậy mà chưa sáng nữa hả con, đi về. Có nghe rồi từ từ hả, đuổi cho em ngồi thiền yoga đi được không? Chi vậy? Anh nhuộm tóc cho em đi, bữa giờ em nghỉ kế em lăn xê cho nó mà bạc đầu luôn đó anh. Tao mệt cái đứa. Đứng lên, đi về. Để lên, đi. Đà Lạt ơi.